Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ngày 11 tháng 11, cả nước ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới tại 56 tỉnh thành phố, trong đó có 3.951 ca trong cộng đồng. Như vậy, Việt Nam đã vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19. Tại Tiền Giang, theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 11 tháng 11, tỉnh ghi nhận 417 F0 mới, tăng 21 ca so với ngày 10 tháng 11, nâng tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn Tiền Giang là 19.516 ca, trong số 417 F0 ghi nhận trong ngày, có 300 ca phát hiện trong khu cách ly, 26 ca trong khu vực phong tỏa, 41 ca ghi nhận trong cộng đồng và 50 ca ghi nhận tại cơ sở y tế. Theo đánh giá của Sở Y tế, trong ngày, Tiền Giang tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới tại các chùm lây đa nhiễm đang diễn tiến, khu vực đã phong tỏa tại huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho, huyện Cái Bè, huyện Chợ Gạo, huyện Cái Lậy, thị xã Cái Lậy, huyện Cò Công Đông. Nhìn chung tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng lên, xuất hiện các chùm ca ổ dịch lớn với nhiều ca mắc. Trong vòng 7 ngày, từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 2.037 F0, trong đó 422 ca phát hiện trong cộng đồng. Về công tác điều trị, toàn tỉnh có 149 bệnh nhân được xuất diện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh lên 15.717 ca, chiếm 80,53% tổng số F0 toàn tỉnh.